Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà kênh Vui Lên Cuộc Sống Pháp. Thì cả nhà, trong video trước thì Quyền đã quay những cái mặt hàng là máy hút bụi này kia cho cả nhà xem rồi, cả nhà tại xà phòng rồi đó. Thì ở cái bên này họ là giảm bông hoa này nọ cả nhà. Đây bông hoa xong rồi mình quá trời cây cỏ này. Đây giờ Quyền sẽ quay video cho cả nhà xem là tới mùa hiện tại là mùa đông cả nhà. Thì tới mùa xuân rồi thì sắp tới rồi thì bây giờ họ giảm những cái bông hoa cây cỏ thế nào ở nhà. Hôm trước thì những cái dụng cụ làm vườn thôi, và là họ chưng thêm rất là nhiều những cái bông hoa cây, cái quýt, cây chanh cả nhà. Bây giờ cả nhà xem cả nhà nha, đây cả nhà những cây bông camellia của Nhật này, bữa giờ đi còn thấy rất là nhiều nha. À đây cây nhỏ xíu mà 16 được 99 à. Đây. Thì cái loại của Nhật, cái nhật một cái bông đẹp đó. Sao nó buồn à, sao tao mới tưới nước cho đây nha, cái bông đó nha. Thì nó có màu trắng, màu hồng với màu đỏ nha. Đây họ để trong đây họ bán. Ủa cái này cái gì sao không thấy bông nữa? Thấy cái hình của cái bông đây cũng bán cẩm tú cầu nữa nha. Chút cầu. Ủa cây này là nhiều màu hả ta? Hay là cái mấy nhánh đây. Không thấy đề giá. Không thấy đề giá. Còn này mấy cái bông hortensia gì đây. Wow, bông dễ thương quá. Mỗi ngày thì của Nhật, số bông của Nhật nhiều thế. Đây, này cũng của Nhật luôn đó nha. Đây, camellia đuôi ra bông đây. $15.99 chậu. Đây tới chuẩn bị tới mùa xuân rồi đó nha. Đây là đầu ấm là cây đọt rộng mọc ra đó nha. Đây màu đỏ, màu hồng, $5.99 chậu. Đây cũng hồng nha, màu khác nữa nha. Kimono. Còn đây thì màu trắng. Mấy hồng trắng ngồi góc của nó bự vậy nha. Góc của nó nè. Này hồng mà. Bông đẹp quá ha. Đây màu khác nữa nè. Wow. Wow, bông đẹp luôn. $5.99 chậu. Cái này chậu 3 lít tỉnh nè. Còn bên đây thì còn mấy cái cây bông nè. Đây nè. Cái này mùa xuân nữa nha. Đây nó nở mùa xuân nữa. Ồ, cây này có thể chịu được tới -20°C luôn hả? Wow. $5.99 chậu nha. À trong đây có cái bông này cũng đẹp quá. Sao nó bông sứ vậy mình nhỉ? Bông sứ. Đây nè. Cái cây này. Cây mimosa. Không phải không? Không phải cái mimosa mới xây cái ông kia. À, cây mai. Cái nhà mình có một cây ấy nha. Kia nó bằng cây mai tây nhưng mà không biết chính xác tên nó là gì cái nha. Nhà mình có một bông cái miệng nở đẹp lắm. Đây. Thùng sáo đồng chậu nè. Còn ở đây cái góc chỗ tưới nước nhèm dưới đất à. Mấy cái chậu này cây này bự hơn đó nha.
bên kia bán đất với lại bán này với mông bọc rồi cả nhà, làm chín đồng bán cái mông bọc của mình. Bông này có bông gì nó bị nhè nát rồi. Cái này không có hình nhiều. Đây, cái này thì hỏi vô trong túi họ bán đây nha. Đây, trong túi họ bán nè. Những bông sứ mình nữa nè, mình thấy rõ được cái bông ở nhà, tại vì để vô cái nó bị nhòe cái nét à. Đây là 9 đồng 99 cây White Wedding Tree, là cái cây mà đám cưới gì cho cái màu trắng gì đám cưới. Cái màu khác rồi nha. Đây 29 đồng 99 cây. Oh, đẹp quá. Baduga Tree. Baduga là chùa, cái cây. Đấy, nào vô đây, nó đang ra nụ rồi đó nha. Có ra nụ đây. Wow, cái bông đó đây nè. Trời, dễ thương. Sao ở gần là nó bị nhòe. Này, con này mấy gốc bông hồng bự nha. Đỏ này thì nó màu nó hồng hơn. À, hồng vàng nha. Này là thơm, cực thơm luôn nha. Đây, thê bạc phu mê. Cái loại này là thơm. À, còn này thì cái này thì 24 đồng một chậu nha, bự hơn. Còn cây này thì 16 đồng. Cây này thì 16 đồng. Đây họ vô trong cái hộp họ bán là 10 đồng cây nha. Đây mấy gốc nè. Đây. Mình về có đủ màu, đủ kiểu nha. Đây. Đây, vô trong cái túi giấy họ bán nha. Đây, muốn màu gì có màu đó, màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu tím. Ở có màu tím nữa, bông hoa hồng có màu tím nữa. Màu cam nữa. 5 đồng gốc. Ê, còn cây này cái ô liu đó nha. Đây, trái ô liu. Đây, 17 đồng 99 gốc nè. Mình kia mấy cái cây cọ, cái gì, cây cọ của mình. Còn đây thì tre trúc. Đây, đều bán bamboo tre 32 đồng đây. Bụi tre, bụi chảng thì mình đứng xa đâm. Quay vô nhà xem. Đây, họ bán bụi đó nha. 24 đồng, 32 đồng, 22 đồng, 29 đồng. Đây, họ bán. Đây là họ giảm cây nha, mùa xuân tới. Đây, hôm trước ở ngoài lồng đồ làm vườn bên đây cả nhà. Đây, lồng vườn bên đây, nay họ chấp lên. Đằng kia thì đất với lại phân nữa nha. Đây cũng mấy 2-1 nữa nha. Rồi mấy cái đồ để mà trồng mà. Thế mình ngăn ra mình trồng mấy cái rau củ nữa nha, hoặc là trồng hoa cũng được. Đây. 17 đồng 99 đây. Đây số chậu nhỏ. Đây một bụi cây nha. Đây là bán 29 đồng 99 10 lít. Đây mấy cái trái cái lê nha. Đây mấy trái này trái run. Trái này Việt Nam mình không biết tên nha. Này có Benric Mỹ rồi.
Mỹ vậy hả? Ôi cái này bốn cái trái dưa đã thiệt. Chuyện đến cây này ra bốn trái bốn loại nha. Đây trái apricot, trái mơ, trái mận gì nha. Đây trái beige. Cái này trái mận phải, còn cái này trái mơ. Này trái mận phải. Đây. Cái này nó có hai loại, loại tròn với loại dẹp đó nha. Cái này như trái ơi. Cái này như trái mơ đúng không? Nó kêu mà nhiều khi tiếng Việt không có biết kêu đúng hay không. Đây còn đây là dâu. Dâu nha. À không không, lộn. Trái phúc bùng tử nha. 5 đồng. Đây còn mấy trái. Trái này Việt Nam mình cũng không biết tên tiếng Việt là gì, có hai loại mà. Màu đỏ với màu vàng với màu đen. Đây. Trái này cũng vậy. Này mọc tháng 7 tháng 8. Cái này từ tháng 6 tháng 10. Này là tháng 6 tháng 9. Xong có tới tháng 7 tháng 9. Đây bán gốc 2 lít. Bên kia cũng mấy cây ăn trái à, giống vậy luôn à, được cái bơm. Được cái bơm nectarine. Cái trái à. Cái trái mà mình không có biết tiếng Việt đúng không. Cái bơm vàng. Nhà mình đã trồng cái bơm xanh. Này bơm luôn. Nhiều loại quá ha. Này của ai. Này cái bông của nó nè. Wow, bông đẹp quá. Này phải chịu được cái âm 10 độ C luôn. Này không có đề của ai. Mấy cái gốc cây đó. Đây cũng là mấy cái cây cam. Đây gọi có trái nữa cả nhà. Trái nè. Trời ơi đã không. Này chứ quýt. Quýt cũng có nhiều loại nha. Này chanh. Cái nhà có trái luôn rồi nha. Ôi, ai mà ngứa tay sẽ bứng luôn. Cái trái luôn. À cái bông của nó nữa nha. Cái bông. Ôi nó rụng với lại cái trên cái chậu kìa. 32 đồng 99. Ôi trái bự không. Đây bông nữa nha. Nguyên đằng ra bông nữa đây. Đây chanh nè. Đây lại cái quýt đây. Cũng là quýt khác nữa nha. Là trái rồi. Này này những cái tắc của mình đúng không? Mà bự thường bự cái tắc của mình nữa nha. Đi trên cái tắc của mình nữa, xanh lại đang ra nữa nha. Này họ mới tưới nước nên thấy có còn ướt. Đây lần nào mình quay mình cũng thấy cái chanh của mấy người Buddha nữa nha. Đây. Đây. Chưa mít rồi. Đã rồi. Cái cung quốc cái gì. Cung quốc.
Nhà có cái cây nhỏ xíu, cái trái và cái chanh nha. Ủa trái chanh nha. Ủa 100 luôn. Đấy nhà có mấy bên lớn mà cây trái quá hành trái. 100 luôn nha. Ngắn là đùng gì trời. Chắc không đâu. Đây, chanh xanh, còn xanh nữa nha. Ôi trái quýt bự chảng ông già ơi. Wow. Ôi trái trong mình nó còn bự hơn nữa nè. Ôi bự chảng luôn nha. Nó trái bự đó mà. À trái bự đó nha. Bự nhưng mà bự nhỏ chứ không phải bự nha. Có khi họ bán 99 xu một trái nha. Wow, đây được hai trái cũng đang ra bông ở đây nha. Ồ, nguyên chùm chanh đã ghê luôn nè. Hai ba cây nè, cây mấy trái, có cây kia trái quá trời. Cà bà chanh ấy, bà quýt bà mọc nó cười. Ở đây hoa đây. Này họ dựng cái nhà. Nhà này để mà ngồi ngoài vườn cho mát đó nha. Bán mấy đồ trang trí. Đây. Ồ, cái bông. Đây có gì là bông mới. Ồ, cái xương rồng kìa. Wow. Đây xương rồng quá trời. 19 đồng 99 một chậu xương rồng. Đây, bán mấy cái tượng đầu Phật đó nha. Có nhiều khi vườn quay nhiều cái nó giống nha, nhà tại vì vườn quay đi nhiều chợ thì tới mùa xuân thì bắt đầu họ sẽ giảm những cái về cây cối gì bán đồ trang trí thì cũng có nhiều thứ nó giống nha, nhưng mà quay nhiều chợ nó khác nhau đó nha, cũng có một số thứ thì nó khác, một số thứ thì giống đó nha. Cái cải bông hoa rồi vô chậu nha. Này chậu nhỏ một lố là 88 hũ nha. Đồng 69. Đây cũng có cây quýt đây. Trời quýt tôi cây nhỏ xíu trái dữ trời. Đã không? Mấy cây cây fiscus là cái gì đó. Góc bữa đây mình bước ra trên quầy cho cả nhà xem là họ trang trí nè đó, bỏ lên cái bậc tam cấp cái gì nữa vậy đó, họ trồng họ trang trí đẹp ghê. Để cái bức tượng với mấy cây ở trong này kêu sơ một vòng ở nhà xem bên kia thì cũng mấy loại cây giống nhau. Cũng có mái chè để mình để ngoài vườn ngồi cho mát đó nha. 249 đồng. À không không không. 1699 đó nha. Đây. Cái máy đây nha. 1700. Đó là cái máy vòm để che cho mát đó nha. Ngoài vườn á cái này là kiên cố luôn. Đó, cái máy xay ở giờ để mình khép lại ở trên là không có mưa nữa nha. Mình có thể trả được 10 lần 169 đồng 97 một tháng đó nha, trả được 10 lần đẹp quá, kiên cố. Đây nhìn thấy không, này cũng dâu, đây nay nhiều hơn hôm trước nữa nha, hôm trước mình quay lại mới sơ sơ thôi. Cái chậu này bự này 24 chậu nhỏ đó nha, 15 đồng 99 là 24 chậu nhỏ trong đây. Đây có cái mấy loại dâu nữa, nho. Ê, nho nha. Cái nho này nho trắng và mấy cái cây thì cái sung, cái sung này, cái sung này cực kỳ ngon và ngọt luôn đó nha, nó cao từ 5-10 mét. Đây thì từ tháng 7 đến tháng 8 nha, mọc là tháng 7 đến tháng 8. Cái kiwi
Kiwi tháng 12 tới tháng 2. Rồi có cái chùm của nó nữa nha. Quá trời. Họ bán gốc họ bán này 7 đồng 49 kiwi 2 lít. Cây sung cũng 7 đồng 49 luôn. Cái giá này. Đây thì mấy cái cây cái bông hoa lavender. À hoa lavender. Hay làm mấy cái mùi hương dành cho phụ nữ mà lavender nữa nha. Đây. Hay dành cho phụ nữ đó. Đây mấy cái hàng chứ mình đã qua cho nhà xem nơi ngọ đó, cỏ mọc cỏ rồi mấy cái gì diệt mũi diệt kiến diệt chuột đây. Đây mấy cây này thì để trồng chơi đó nha, trồng vô bụi bụi với nhau. Ôi cái lim me quất, lim me quất là gì ta, 24 đồng, cho chút chiếu 24 đồng đó nha. Ôi còn con cây nằm đây, đây cũng dâu nữa nha. Đây. Dâu trái thì nó bự hơn. Để trải bên đây, trải mấy ngoài đó. Này còn này khoai tây nữa nha. Khoai tây mà họ vô túi, họ vô trong cái mấy cái hộp nào bán rồi sẽ lên mầm hết trơn rồi. Này để ăn đem về trồng nữa vậy trời. Đây. 100 củ nha. Như làm giống thì phải. Đây. Để làm salad. Đây khoai tây nha. Khoai tỏi. Tỏi với củ hành, hành tím với hành trắng. Đây, tỏi. 7 đồng 500 g. Đây nha. Tỏi. Còn này cây sọc lót với hành tím mình nữa nha. 4 đồng. Tỏi mắc hơn. Còn hành trắng bên đây. Đây. Hành trắng, ủa sao hành trắng này nhỏ xíu rồi ta. Của hành tây mình nữa nha. 2 đồng 99 500 g. Sao củ này nhỏ xíu à. Thôi mấy cái túi khoai tây treo trên nữa nha. Có hành tím trắng bự lắm mà. Còn mấy này mấy cái thì cạo cái xới đất để trồng đất thì cái nhà kính nhà lưới để trồng. Đây có giá đây nè, bao nhiêu tiền à, này để trồng ở nhà ơi chứ không phải để ăn, để trồng nữa. Đây là coi hàng tỏi với lại củ hành tím luôn. Đây cái xem khoai tây bán cái túi rồi. Mấy cái đèn bằng luôn mặt trời đấy nha. Đây này 10 cái 10 đồng 99 đấy nha. Cái đèn này nó đèn ở trong đấy nha, 14 đồng cái. Này có đèn ở phía trong mình đốt luôn nha. Cũng sẽ bằng năng lượng mặt trời luôn nha. Đây phía trên này nha. Đây còn mấy thì mấy cái này để trang trí đèn. Tự chuẩn bị tới lễ của mấy bà mommy với bà nội bà ngoại được đó nha. Đây sắp đặt mommy chuẩn bị tới lễ của bà ngoại bà nội mà không nhớ rõ ngày nào. Hai mấy con chim trang trí 7 đồng 90 một con. Mấy cái đèn đó nha, 7 đồng 99. Đẹp không? Bán đồ để ngoài vườn trang trí nha. Nhà mấy cái chậu đi 45 đồng.
90. Đây nó có hai loại nha, hồi tròn. Mũ, trời ơi, tủ nó bằng ấy. Đây còn mấy loại vuông nữa nha. 59 đồng mấy. Đây. Hoặc là này nhỏ hơn, gọn hơn thì 39 đồng nha. Đây. Mình chậm. Này loại nhỏ, cây đơn đó nha. Đây còn mấy cái chậu tròn. Hôm nay thì cũng hàng bông khác nữa. Đây, camellia cái bông màu trắng. Cái màu trắng hồng chứ, trắng hồng lọt. Cái này thì ôi bông đẹp quá. Thấy rằng ra bông rồi nha. Quá tài luôn. Thì đây bộ lá sứ cho mình, cho con sứ của mình. Cái này chợ tháng 3, tháng 4. Cái bông này nhỏ nhỏ nhưng mà nó sẽ mọc bự ra nha. Cái bông này nhiều, cái bông giống bông sứ của mình quá. Chất nhìn chùm đẹp quá. Đây mấy góc kìa nha. Đây ficus này là cái cây gốc của gốc của nó là 79 đồng, 99 cái gốc của nó này nha. Rồi phải đổ bó lại. Đây cái gốc của nó này nha. Đây mấy thằng bông hoa rồi nọ. Đây cẩm tú cầu. Thì họ chất thêm bên đây nữa nha. Thôi video cũng dài rồi cả nhà, tôi là tay nha cả nhà nha. Để quay bông hoa cho cả nhà xem một chút xíu là có thêm nhiều loại mới không cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, những tiếp theo cả nhà nha.